như bất cứ các giải đấu thể thao trên toàn thế giới, việc sống chung với Covid-19 đã trở nên quen thuộc. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh về chủng virus quái ác này vẫn từng ngày hiện hữu, gây ảnh hưởng rất lớn tới các giải đấu chuyên nghiệp. Để đảm bảo chất lượng chuyên môn và các trận đấu được diễn ra liên tục, ban tổ chức ngoại hạng Anh đang tính tới phương án tổ chức trong bong bóng khép kín. Đây cũng được coi là phương án xoa dịu những bức xúc của rất nhiều cá nhân và câu lạc bộ. Bởi trước đó, đội trưởng của Watford, Troy Deeney, đã dẫn đầu các cầu thủ yêu cầu tạm dừng mùa giải. Ngay lập tức, huấn luyện viên Sam Allardyce của West Brom cũng đồng tình. Nhiều chuyên gia và cựu cầu thủ sau đó cũng lên tiếng. Điều đó khiến Premier League đối mặt với một cuộc khủng hoảng không dễ dập tắt. Mới đây, giải bóng đá ngoại hạng Anh đã ghi nhận 36 trường hợp dương tính Covid-19. Dù con số này đã giảm so với 40 trường hợp của tuần trước, tuy nhiên, tình trạng thiếu cầu thủ đang ngày càng tăng mạnh, dẫn tới hệ quả trận đấu giữa Tottenham Hotspur và Aston Villa đã buộc phải hủy bỏ. Giới chuyên môn và ngay cả chính phủ Anh đã phải yêu cầu ban tổ chức Premier League cần phải kiểm soát và cứng rắn hơn với các quy tắc ngăn ngừa Covid-19. Vì vậy, trường hợp thi đấu tập trung như NBA đang được nhắc đến ngày càng nhiều. Tôi nghĩ việc thi đấu ở trong một bong bóng khép kín là hoàn toàn khả thi. Chúng ta có thể thấy được những giải đấu được tổ chức tương tự, NBA mùa trước cũng vậy. Nếu thật sự coi trọng điều này, chúng ta có thể làm được. Tôi không biết có nên nói về điều này không, nhưng tôi và các bạn không thể tin tưởng 100% các cầu thủ. Họ đi đâu, làm gì, gặp ai, làm sao chúng ta có thể biết được? Cựu tiền đạo đội tuyển Anh Darren Bent chia sẻ trên TalkSport. Premier League đã chuẩn bị kết thúc giai đoạn lượt đi. Vì vậy, cầu thủ sinh năm 1984 đưa ra đề xuất các trận đấu lượt về sẽ diễn ra tập trung trong 4 tuần tại St George's Park. Đây là nơi duy nhất có đủ sân thi đấu nhưng lại chưa đáp ứng được vấn đề về chỗ ở. Tuy nhiên, tại Orlando, phòng ở và sân đấu cũng không tự nhiên mọc lên. Ban tổ chức NBA đã phải đầu tư 180 triệu đô la Mỹ để tu sửa sân bãi, xây dựng phòng ở cho 22 đội bóng tham dự trong 3 tuần.